Ở đây người ta cho hỗn hợp gồm một chất X và một mol chất Y tác dụng hết với H4 đặc nóng dư tạo ra một mol SO2, sản phẩm khử duy nhất. Điều cầu chúng ta tìm hai chất XY. Rồi trong trường hợp này thì bạn chỉ cần nhớ cho thầy đó là chỉ có những thằng nào sinh SO2 thôi. Được chưa? Rồi, trong trường hợp này bạn nghe kỹ. Trong trường hợp này thì Fe2O3 chúng ta không sinh SO2 này. Không sinh SO2 này. Như vậy bài này thầy khảo sát cho bạn ba cái phương trình. Phương trình đầu tiên đó là phương trình của sắt. Phương trình thứ hai là của FeO. Phương trình thứ ba là của Fe3O4. Ba thằng này sinh ra SO2. Đúng không ạ? Thầy giảng lại một lần nữa về phương trình cho bạn hiểu rõ đã. Để tạo thành Fe2, SO4 tất cả ba cộng cho SO2 cộng H2O. Cái phương trình dưới này cũng như vậy. Rồi đối với phương trình trên thì chúng ta dùng bảo toàn A. Sắt 3 chúng ta 3 là mol sắt, 3 là mol sắt sẽ bằng 2 là mol SO2. Cái 2 và 3 thì hai hợp chất này đều là hợp chất sắt 2. Một hợp chất sắt 2 này sẽ bằng 2 lần SO2. Cái đó em cân bằng thôi. 3 2 bắt chéo là 2 3. À, 1 2 bắt chéo là 2 1. 2 1. Bạn lưu ý là bạn không cần cân bằng những thằng khác bởi vì chúng ta chỉ quan tâm tới chất X, chất Y và mol SO2 thôi, hiểu không? Những thằng khác không có liên quan, bỏ qua. Giờ bạn nghe kỹ. Nếu ở đây sắt là 1 mol, sắt FeO là 1 mol, Fe2O3 là 1 mol, mình chuyển qua đây. Số mol thằng này là 1,5. 1 nhân 3 chia 2 là 1,5 mol. Bên này là 0,5 mol. Bên này là 0,5 mol. Đúng không ạ? Chúng ta nghe kỹ. Cho hỗn hợp gồm 1 mol chất này cộng với 1 mol chất kia thì thu được 1 mol gì? 1 mol SO2. Chúng ta khảo sát nha. À, trong trường hợp này người ta cho FeO tức là cho 2, đúng không em? Cho Fe3O4 là 3. Cái đó tổng số mol SO2 chúng ta sinh ra ở nằm ở 2 3 là 1 mol. Đúng không ạ? Cái đó thỏa mãn yêu cầu của bài toán như vậy à, đúng rồi. Trong trường hợp mà ở câu B, câu B là do Fe2O3 chúng ta là vẫn trao đổi, nó chỉ tạo ra muối sắt 3 và nước thôi. Do đó trong trường hợp này mol SO2 ở đây chỉ nằm ở phương trình 3 thôi, hiểu không em? Cái đó mol SO2 chúng ta là 0,5 loại. Ở đây người ta cho chúng ta là sắt và Fe2O3. Fe2O3 thì không sinh SO2, như vậy chỉ có sắt sinh SO2 thôi, 1,5 mol loại. Fe là 1,5 mol SO2 này. FeO là 0,5, như vậy tổng mol SO2 ở đây là 2. Theo yêu cầu là chỉ sinh ra 1 mol SO2 thôi, thì câu đúng ở đây mình chọn là câu A.